Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Đây là khán giả nè cả nhà, khách hàng đến ủng hộ chị Hồng Loan. Đó, mua nữa hả? Dạ, mua ủng hộ hả? Mua mấy ký nữa vậy? Mua 5 tập 1. Qua Lan về mình luộc hả? Luộc hả là chiên? Luộc chiên ha. À, mình ăn khoai lang mình thấy sao, ngon không? Ngọt không? Ngọt luôn ha. Dạ, mua dùm ha. Dạ, rồi mình ăn ngon cái mình giới thiệu cái người ta kêu mua dùm hả? Dạ rồi, em cảm ơn nha, quá quý luôn cả nhà. Đang tránh sau khi khách hàng đã hết thì anh tránh với lại mọi người đang nói chuyện tâm sự, chia sẻ chuyện gia đình vui vẻ cả nhà. Đó, anh Chánh ơi, đi ăn bún không? Đi ăn bún bò. Gỗ anh Chánh đi ăn bún bò mà anh không đi anh Mỹ. Đi bún bò đi. Đây cả nhà, nhìn cái tủ lạnh là thấy ứa gan nha các chú anh chị, để chón chỗ không có người, không cho người ta để đồ. Nếu mà cái tủ lạnh này đem đi thì có thể gọi là chống chỗ ha, chống chỗ mình có thể để một bao nhiêu là đồ trong đây các chú anh chị. Hôm nay bé Ken thì bị bệnh rồi quý cô chú anh chị, nên đi thăm bác sĩ. Chị Hồng Loan đặt Grab chở bé Ken đi thăm bác sĩ quý cô chú anh chị. Cả nhà mình yêu thương chị Hồng Loan thì đến đây ủng hộ khoai lang nha, khoai lang còn rất là nhiều cả nhà. Khoai lang đây là khoai lang Đà Lạt, khoai lang Đà Lạt nha quý cô chú anh chị, ô gạch nít ha. Cả nhà thấy hồi nãy thì cũng có một chị khán giả nói là luộc ăn ngon, bắt đầu nói giới thiệu bạn bè, bạn bè nhờ mua ủng hộ 35.000 ký ha, mua 5 ký tặng 1 ký. À, hôm nay phải nói là rất là vui, có nhiều quà lắm đó nha khán giả, cho anh em là khoai lang nè, tặng khoai lang, tặng lạc xưởng, rồi có khán giả ở nước ngoài gửi tặng anh em vài chục ngàn, vài trăm ngàn đứng cà phê. Đó, rất là quý, rất là thương luôn cả nhà. Đó là tình cảm của khán giả dành cho anh em YouTube ở trước cửa nhà chị Hồng Loan. Ở đây thì có anh Chánh, rất là thân thiện, vui vẻ. Nói chuyện với ảnh thì cũng vui cả nhà. Nhiều khi chọc khề khề. Hôm trước thì em hay gọi anh Chánh bằng chú, vì không biết nên sau này gọi anh Chánh bằng anh rồi cả nhà. Còn Chánh bằng anh. Tại vì anh Chánh là anh của chị Hồng Loan nên gọi bằng anh cả nhà. Đó, mọi người đang quay quần với nhau tâm sự, học chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau, vui ngồi nói chuyện phím, đó cũng khá là hay. Anh nấu xanh là anh khoai, anh khoai. À, em anh bán khoai nên em anh hỗ trợ bán khoai lang á, nên em gọi anh là anh khoai. Tránh cho mượn, tránh. Ở đâu ra vậy? Tránh cho mượn, tránh. Đây 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 đây, cho em mượn coi, cho mượn coi, mượn coi. Cho mượn coi, cho mượn coi. Cái gì đâu cả nhà. Cái gì vậy chú Chánh? Cái gì vậy? Cái gì vậy chú Chánh? Khoai gì? Khoai này là khoai thiên nhiên, khoai organic đúng không? Khoai này là khoai tự nhiên hả chú? Khoai đậu quyến. Chánh cầm gì nè, Chánh. Chánh cầm gì nè. Cầm. À, chú Chánh. Anh khoai bài đầu nè đúng không? Anh khoai đưa đúng không? Sao mà phát được củ khoai độc lạ như vậy? Quá trời ha. Củ khoai đó đem ra đấu giá đi. Khoai đột biến.
Đó đóng giá là cẩm ha. Ờ, cẩm luôn ha, đấu giá. Tránh đi tránh. Dạ. Thôi chị cẩm luôn cả nhà. Vui à, đúng ý à. Vui. Đánh té té té. Đúng chủ đề à. Ờ anh qua. À, tới chị Trang ở trong à. Đó giờ đấu giá được á anh Tránh. Đấu giá được á. Hôm bữa em nghe nói là phải ta. À củ khoai đó chắc có lẽ đem cho bà à, bà gì ở bên Mỹ á. Tiếng ngáo. Bà ngáo tiếng. Trời ơi. Đừng có bỏ nha anh Chánh. Để đấu giá nha. Cái này phải phút sinh không. Bỏ trong cái hộp đàng hoàng rồi ship qua bên. Trời quá đắt luôn anh Chánh ha. Chánh làm cái mắc ngờ luôn ha. Ờ. Sao mà kiếm được cái khoai độc lệ trong mấy ngàn cái khoai rồi trời. Nói rồi, ông khoái rồi, ông cầm hoài luôn. Họ đem ra đây nghiên cứu coi. Chán, đem ra đây nghiên cứu coi, chú Chán, con chưa coi nè. Ông khoái cầm hoài luôn. Tóc lạ luôn. Mà sao nó nhỏ anh Chánh à? Nó nhỏ à? Nhỏ mà nó dài vậy. À, nhìn anh Chánh với lại bé Ken giống giống nhau hết à? Thì Trang luôn á. Ờ. Nhìn cái mặt bé Ken với anh Chánh nhìn chưa bằng cậu hết à? Chú hả cậu hả? Nhìn giống giống nhau á. Kiểu cái mặt xương xương dài dài á. Đó bán bánh tét này cả nhà. Bấm bánh tét à? Đặc là có loại đặc biệt là 350 một cặp nha, còn có loại rẻ là 250 nha cả nhà. Chị bên trong cũng mới vừa là review bánh tét của chị bên. Đem luộc hả gì rồi anh Chánh ơi? Luộc chưa? Chưa. Để dành hả sao? Để dành đâu giá. Để đâu giá. Dành này đâu giá. Khoai kìa. Mọi người ai cũng cười ngắt cái chân cô chú anh chị, anh Chánh bên này pha trò quá là vui. Phải nói là cười xỉu luôn. Ông cười hoài luôn kìa. Ông khoái ông cười hoài luôn. Cái cụ này ai phát hiện ra vậy chú Chánh? Anh Khoai. Anh Khoai à? Anh Khoai à. Mà cái cụ đó thấy ảnh đi ra anh rửa sạch sẽ rồi cái kiểu nha. Đó giờ đấu giá là tiền không á. À. Rất là vui nha, tại nhà của tôi sống được chị Hồng Lan. Lâu lâu nó cũng có một cái nó mới cười á. Hiện tại thì trong shop thì còn bùm bùm, mỹ mỹ, chuyên khoa, Chánh. Cười tiếp. Cười nữa. Cười hoài chú Chánh. Lâu lâu anh nhớ anh cười nữa. Trời, cười ngất luôn. Vui quá mà. Thôi mình đem ra đây mình nghiên cứu anh Chánh ơi. Ra đây nghiên cứu coi. Chú Chánh, mang lấy... đây cho con coi lại xíu chú Chánh. Lấy về thước đo. Lấy thước đo luôn chứ anh Chánh ơi. Lắc đầu. Lắc đầu sao không hiểu có củ khoai đột biến như vậy. Lại cười. Cười nữa. Cười nữa, cười nữa. Lát nữa chị Loan về đó chị Loan nha. Cười dạ. Cười xỉu vô nhánh luôn rồi. Đó. Cười nữa. Chị Hồng Loan đi rồi ở nhà có những cái chuyện mới cười đó cả nhà.
Đó thì thôi thì em xin phép cả nhà, xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn với cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Anh Chánh phát hiện ra một cái củ khoai lang phải nói là độc nhất vô nhị, đem ra đấu giá. Mọi người cười xỉu luôn cả nhà, cười xỉu lên xuống xuống. Không ngờ có một cái củ khoai lang đột biến, mất cười quá. Anh Chánh cũng pha trò cũng hay nữa cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.